chiến thắng gây sốc của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước gã khổng lồ Thái Lan. Dù bị đánh giá thấp hơn, câu lạc bộ Công an Hà Nội với đấu pháp hợp lý đã giành thắng lợi thuyết phục trước Buriram United trong trận đấu dưới cơn mưa trắng trời tại sân vận động Hàng Đẩy chiều ngày 22 tháng 8. Tối ngày 22 tháng 8, tại sân vận động Hàng Đẩy, Hà Nội, câu lạc bộ Công an Hà Nội, CAHN, có trận ra quân tại Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-25 với không ít áp lực. Khi đối thủ của họ là đội bóng mạnh nhất Thái Lan ở thời điểm hiện tại, câu lạc bộ Buriram United. Với đội hình có tổng trị giá ước tính lên tới 11,23 triệu euro, cao hơn gấp đôi câu lạc bộ Công an Hà Nội, 5,5 triệu euro, Buriram United được đánh giá cao hơn đối thủ và nhận được nhiều sự kỳ vọng ở trận này. Nhờ lợi thế sân nhà, câu lạc bộ Công an Hà Nội nhập cuộc đầy quyết tâm. Lợi dụng hàng thủ Buriram thiếu tập trung, Phan Văn Đức thực hiện pha xử lý kỹ thuật ngoài vùng cấm trước khi tung cú sút xa đầy hiểm hóc khiến thủ môn Siwak không thể cản phá. Đưa đại diện V-League dẫn 1-0 ngay phút thứ 3. Bàn thắng đến sớm giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội có lợi thế về mặt tinh thần, giúp họ triển khai một lối chơi phòng ngự đầy khó chịu nhằm đối phó với cách đá thiên về kiểm soát bóng của đối thủ. Cơn mưa lớn diễn ra vào hiệp 2 khiến cả hai câu lạc bộ gặp nhiều khó khăn khi triển khai bóng. Phút 49, Sasalak thả bóng xuống đáy biên phải để Supachai tạt ra cột xa. Tuyển thủ Philippines Jefferson Tabinas có mặt đúng chỗ, đánh đầu đập đất gỡ hòa cho câu lạc bộ Buriram United. Tâm trạng của huấn luyện viên Alexandre Polkin khi đội nhà để thua ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Ông khá thất vọng. Nỗ lực tấn công của thầy trò huấn luyện viên Polkin được đền đáp bằng bàn thắng phút 67 sau pha chạy chỗ và đánh đầu từ cự ly gần của ngoại binh Alan, đưa Công an Hà Nội một lần nữa vươn lên dẫn trước. Trong trận đấu đầu tiên ra mắt câu lạc bộ mới, Alan đã có màn trình diễn rất ấn tượng. Không chỉ có Alan, Vital với nền tảng thể lực tốt, không ngại va chạm đã giúp tuyến giữa của câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể trụ vững trước sức ép nghẹt thở của câu lạc bộ Buriram United. Lối chơi rắn, không ngại va chạm của các cầu thủ đội khách nhiều lần khiến các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội phải nằm sân. Những phút còn lại của trận đấu, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với chiến thắng kịch tính 2-1 cho câu lạc bộ Công an Hà Nội.